Hôm nay là anh Vĩnh Tuấn ở đây. À anh Tuấn. À, em nói là anh đưa anh lời cái số 35 tờ vé số. Đúng rồi. Chiều nay không đúng đấy. Không đúng nè. Để em nhìn anh thấy, anh thấy nhặt em rồi, anh đứng luôn đó. Rồi ok, 35 tờ vé số có mặt anh Tuấn là ở đây. Mà anh Tuấn đang ăn quá. Chia sẻ thầy nha em. Chia sẻ thầy. Ok. Ok, 35 tờ vé số này mà chiều nay không trúng. Em ảo thuật nữa. À ảo thuật rồi, ok ảo thuật. Nhiều thế. Ok, ảo thuật nữa. Dễ ăn hoại á. Mà cái mặt này nó mãi. Nữ mà quá quần kéo. Không làm gì à. Gì? Đó. Bây giờ cái tờ này á. Mày đi cái tờ trăm đô tao. Tao mua hết cái số mày luôn. Không. Tao nói, mày biến ra tờ trăm đô tao. Thôi là lừa nhiên. Không, mày không làm được tao làm được. Thôi, để lại. Quay video. Rồi, sẽ đây, action diễn, rất rồi, ok. Ờ. Kéo áo lên nào. Mùi mới mày ăn nuốt chưa chết quá, mày ăn quá. Đồ, lại một lần nữa. Ai à, mày chơi chiêu mày. Mày tao đố à. Tao 500 á, tao chơi tao cho mày thêm 500 nữa. Nhắc luôn. Tao đưa tờ tiền cho mày mày làm. Tao đưa tờ tiền cho mày mày làm. Ok, được. Anh ủng hộ gì xí em nhá. Ừ. Dạ, yeah, 5.000 thôi. Đó giờ mày làm đi. À đây lại mày làm tờ 1.000 đúng không? Ok. Tờ 1.000 đây mày làm. Mày làm lên. Rồi 5.000 luôn. Mày làm ra 5 triệu lít xăng ta. Làm cho đất nha. Ừ, lấy lại lỗ. Từ từ cho tao coi tờ tiền lại. Xoay hai bàn tay ra. Không được bỏ vào trong túi nha. Ok. Rồi. Rồi. Đã được coi số rồi. Mẹ số 3970 nha. Tắt rồi. Rồi. Đất rồi. Rồi, được rồi, tiền rồi. 330. Đủ quá. Anh em cho coi cái tờ tiền đấy nha. 59330. Mày làm không được là cái tiền cái vé số được của tao nha. Cái gì? 20. 20. Ok, lì xì 20. 200 luôn. Anh xài được rồi luôn. Anh xài nữa. Ờ. Đấy nhá. Đấy, từ từ. Từ từ, mày xào với tao mày. Mày cơ mà. Ôi. Mày cho xào thôi. Đấy, gần luôn. Đưa đây. Đưa tao kiểm tra. Mày có rách rồi mà. Đưa tao kiểm tra. Mày đưa kiểm tra đàng hoàng. Lộ rồi mày. Tao bóc mẻ được rồi mày. Mày sẽ ta đều vào đất, bỏ ta đời trước. Mày kéo thẳng ra. Mày kéo thẳng ra. Mày kéo thẳng ra, đậu quá tao kéo ra. Sao thấy được? Thấy. Không thấy được. Mày lừa tao. Mày lừa tao mày. Rồi, mày là mày ảo thuật rồi, cái tiền này của tao. Ok chưa? Rồi, xong luôn, mất luôn 50.000, 350. Vì sao anh nhớ em thế này? Ok. 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 Ok